Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, bản tin thời sự sáng. Tuyết Vân và Như Thảo xin kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng nghe bản tin lúc 7 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, bản tin sáng nay thứ tư ngày 24 tháng 4 với những thông tin thời sự trong tỉnh trong nước và thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật. Trước hết là phần tin trong tỉnh. Thưa quý vị, Sở Nội vụ Tây Ninh vừa có thông báo về việc thông tin tuyển sinh đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp quản lý công năm 2024 tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện theo đề án phát triển nguồn nhân lực khu vực công chất lượng cao tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030. Đối tượng đào tạo là cán bộ công chức có thời gian công tác từ đủ 3 năm trở lên, có 2 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không quá 40 tuổi từ thời điểm đưa đi đào tạo. Viên chức đã kết thúc thời gian tập sự nếu có giang bằng tốt nghiệp đại học phải phù hợp với quy định, hình thức học trực tiếp tại địa phương 20% khối lượng chương trình đào tạo, bao gồm các hoạt động thực hành, thực tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế; học trực tuyến với khối lượng học tập không vượt quá 30% tổng khối lượng của chương trình đào tạo; 50% còn lại bao gồm các học phần trực tiếp tại trường và làm đề án tốt nghiệp. Thời gian đăng ký về sở nội vụ đến hết ngày 5 tháng 5 năm 2024, cán bộ công chức viên chức trúng tuyển và được tỉnh cử tham gia đào tạo sẽ được hỗ trợ một lần sau khi hoàn thành khóa đào tạo là 80 triệu đồng một người một khóa. Quỹ ban nhân dân thành phố Tây Ninh vừa tổ chức thành công hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố. Tham gia hội thi, 10 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đến từ các phường xã của thành phố đã trải qua hai phần thi, gồm thi lý thuyết, trả lời câu hỏi về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thi thực hành chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh kết thúc hội thi ban tổ chức trao giải nhất tập thể và chọn tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy phường ninh sơn tham gia hội thi vòng tỉnh trong thời gian tới thông qua hội thi nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ và sự cố tai nạn phát huy tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong các hộ gia đình thuộc tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa phương theo phương châm bốn tại chỗ công an tỉnh tây ninh và ủy ban nhân dân huyện bến lức tỉnh long an vừa phối hợp tổ chức lễ trao quyết định khen thưởng đột xuất của chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bến lức tỉnh long an cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc phá chuyên án cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện bến lức Tại buổi lễ, ông Lê Thành Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã trao thưởng đột xuất 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh và trao thưởng 5 triệu đồng cho mỗi đơn vị gồm Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đồng thời khen thưởng cho 7 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc phá chuyên án cướp tài sản trước đó trong thời gian từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 4 năm 2024 trên địa bàn xã Thạnh lợi huyện Bến Lức liên tiếp xảy ra hai vụ cướp tài sản thủ đoạn của đối tượng là thuê xe ôm yêu cầu chở đến nơi trắng trẻ rồi dùng chủ lực tấn công bị hại chiếm đoạt tài sản là xe mô tô sau đó nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường bằng sự nỗ lực quyết tâm phá án cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng công an tỉnh long an và công an tỉnh tây ninh ban chuyên án đã chỉ đạo điều tra khám phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng gây án góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương Hội nạn nhân chất độc da cam điều Xin xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu vừa tổ chức buổi lễ ra mắt mô hình gia đình hội viên, cộng tác viên chăm lo nạn nhân chất độc da cam. Mô hình với sự tham gia của 39 thành viên, trong đó ban điều hành có 5 thành viên. Bà Nguyễn Thị Định, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam điều Xin xã Phước Thạnh làm trưởng ban điều hành. Thông qua mô hình nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả, thể hiện tinh thần và trách nhiệm của từng thành viên phát huy khả năng vận động các nguồn lực bằng nhiều hình thức nhằm góp phần chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam, đồng thời thúc đẩy phong trào hội phát triển, bền vững, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Nhân dịp ra mắt, hội nạn nhân chất độc da cam dioxin xã Phước Thạnh đã vận động các mạnh thường quân trao tặng 21 phần quà để tri ân các đồng chí đã tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam. Ngoài ra, hội còn trao tặng 50 phần quà cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin trên địa bàn xã. Chuyển sang phần tin trong nước thưa quý vị, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường chủ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4 ngày rưỡi làm việc, phiên họp đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra về công tác lập pháp Ủy ban thường chủ Quốc hội cho ý kiến về hai nhóm vấn đề chính gồm cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, thảo luận và cho ý kiến đối với 6 dự án luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7 về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến đối với 4 báo cáo. Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với tờ trình của chính phủ và thống nhất cùng chính phủ xem xét quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, dùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023 chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa của tỉnh Đắk Nông, nối chân thành tỉnh Bình Phước. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến đối với việc tổ chức kỳ họp thứ bảy, kết quả kỳ họp bất thường lần thứ sáu cũng như một số nội dung quan trọng khác phát biểu tại buổi tiếp tổng thư ký asean cao kim hun sang tham dự diễn đàn tương lai asean tại việt nam thủ tướng phạm minh chính đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết thống nhất và vai trò trung tâm của asean trong thúc đẩy xử lý các vấn đề khu vực trong đó có vấn đề biển đông và myanmar về phần mình tổng thư ký asean khẳng định diễn đàn tương lai asean là sáng kiến quan trọng thể hiện tầm nhìn chiến lược của thủ tướng chính phủ cũng như của việt nam trong thúc đẩy hình thành một diễn đàn của riêng asean về chính tương lai của asean góp phần xây dựng cộng đồng asean phát triển nhanh bền vững lấy người dân làm trung tâm thích ứng nhanh chóng trước những biến động về địa chính trị cũng như cạnh tranh giữa các nước lớn trong khu vực thưa quý vị sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã là chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta hiện nhiều địa phương cũng đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri về việc sát nhập tuy nhiên việc đặt tên cho các đơn vị hành chính mới sau sát nhập vẫn đang còn nhiều ý kiến trái chiều bởi trên thực tế đây là một trong những phần việc không hề đơn giản ghi nhận tại thành phố hà nội theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính của huyện Thạch Thất, xã Choàng Sơn sẽ được sát nhập với xã Thạch Xá và lấy tên gọi mới là Thạch Xá. Tuy nhiên, kết quả phiếu lấy ý kiến vẫn còn khoảng 20% cử tri chưa trồng tình với tên gọi này. Gần 250 người dân đã làm đơn kiến nghị giữ lại tên gọi Choàng Sơn. Bà Lê Thị Chinh, một người dân tại địa phương, chia sẻ. Là nghề truyền sống từ xưa đến nay, Thế cho nên là chúng tôi không muốn mất cái làng nghề của Tràng Sơn. Một người chân khác, ông Phí Bá Hải thì chia sẻ. Đồng ý là sát nhập nhưng phải giữ được cái cốt cách và cái quê hương của người ta. Chứ bây giờ mất bỏ cái quê hương Tràng Sơn thì chúng tôi mất tất cả. Theo các chuyên gia... Việc đặt tên cho đơn vị hành chính mới sau khi sát nhập là vấn đề không hề đơn giản, cần phải xem xét nhiều yếu tố như lịch sử, văn hóa và sự đồng thuận của người dân. Bởi tên các xã sau sát nhập không chỉ đơn thuần là tên gọi đơn vị hành chính, mà còn phản ánh lịch sử, văn hóa của cả một vùng đất đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân. Do đó, việc đặt tên cần cân nhắc thận trọng, tránh cơ học qua loa. Liên tục bản tin sẽ là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, trong bối cảnh Quốc hội Anh đã vừa thông qua dự luật Rwanda cho phép Luân Đôn đưa những người di cư trái phép tới Rwanda, một quốc gia thuộc khu vực Đông Phi nhằm ngăn chặn làn sóng vượt biển đến Anh bất hợp pháp. Liên hiệp quốc cũng vừa kêu gọi Anh xem xét lại kế hoạch này vì cho rằng bước đi này có thể gây ra các ảnh hưởng xấu tới việc bảo vệ người tị nạn. Trong tuyên bố chung, Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn và Cao ủy Liên hiệp quốc về nhân quyền đã kêu gọi Anh thực hiện các bước đi thực tế để giải quyết dòng người di cư và tị nạn, tuyên bố cho rằng kế hoạch của London đặt ra tiền lệ nguy hiểm trên quy mô toàn cầu và vi phạm công ước về người tị nạn. Phát biểu tại hội nghị thực phẩm của thế hệ tương lai, Tổng thư ký Bộ Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia cho rằng thực trạng hiện nay là nông dân ở Đông Nam Á nói chung và Malaysia nói riêng đang già đi. Nếu không có biện pháp thu hút thanh niên tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp, đến năm 2063, Malaysia sẽ không còn nông dân chuyên nghiệp. Do đó, ông đề xuất ba biện pháp khuyến khích với trẻ gồm quỹ hỗ trợ từ chính phủ, gói đào tạo nghề và gói khuyến khích. Ông cũng nhấn mạnh nông nghiệp sẽ là một trong những chủ đề quan trọng mà Malaysia lựa chọn trong các năm chủ tịch ASEAN 2025. Trong bối cảnh ngành du lịch Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, việc có được những chiếc vé cho kỳ nghỉ lễ 1 tháng 5 như hiện nay là điều không đơn giản. Dự báo trong kỳ nghỉ này, Trung Quốc sẽ chứng kiến lượt khách du lịch trong và ngoài nước tăng mạnh. Trên nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu Trung Quốc Trip.com, lượng tìm kiếm khách sạn và vé máy bay đi nước ngoài tăng 56% so với cùng kỳ năm 2023. Một số doanh nghiệp lữ hành ước tính lượng du khách Trung Quốc đi nghỉ ở nước ngoài trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày dự kiến sẽ tăng vọt gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với lịch sử hơn 40 năm hình thành và phát triển, lễ hội chiều quốc tế Duy Phượng ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc được đánh giá là sự kiện văn hóa về chiều có quy mô lớn nhất thế giới. Lễ hội năm nay thu hút sự tham dự của 137 đội thi đến từ gần 46 quốc gia và dùng lãnh thổ. Kể từ lễ hội chiều đầu tiên được tổ chức tại Duy Phường vào những năm 80, những người đam mê tại Trung Quốc cũng như các quốc gia và dùng lãnh thổ trên thế giới đã không ngừng cải tiến để mang những con diều tốt nhất tới tranh tài mỗi năm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin lúc 7 giờ sáng nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.